nó rất là sắc, cho nên nó bò nó bám được cái thành. Ghê. Ấy á. Ui lẹ dữ vậy. Ghê quá. Hi, Thúy chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thúy Long An Vlog. Hôm nay Thúy sẽ review cho mọi người xem những con chú rùa khổng lồ này mọi người. Đó. Mới thu thập được. Thiên nhiên đàng hoàng nha mọi người. Cái này là của ông anh cô Thúy Đỗ Dến á. Gom rất là nhiều ngày nè, được nhiêu đây với là một đống con ba ba luôn. Ba ba con á mọi người, rất là nhiều. Đó. Đây là hai chú rùa đất lớn nè mọi người. Đó, bây giờ nó cũng rất là hiếm luôn á. Bây giờ Thúy không có hồ nuôi nhưng mà ông anh Thúy gọi Thúy nói là nếu mà có ai mà mua để phóng sanh á, nói chung là tại vì nghề săn bắt miền sông nước á mọi người, Thúy ở Long An, ảnh cũng ở Long An mà hiện tại ảnh không có hồ gì hết, thành ra không có nuôi được. Nói chung là thích nuôi nó mà không có nuôi được cho nên không có giữ lại được, cho nên muốn review coi có ai mà có nhu cầu mà để làm nuôi làm kiển, làm cảnh, nuôi làm thú cưng á, nói chung là nuôi bọ làm trong cái hồ kiển cho nó đẹp á, thì mình có thể comment ở phía dưới để Thúy liên hệ với Thúy, Thúy sẽ nói lại ảnh. Tại vì bây giờ rùa thì nói chung là hiện tại là nó đang ở nhà Thúy cho nên Thúy muốn review cho mọi người xem. Nhưng chú rùa rất là dễ thương, Thúy không dám để ra ngoài, để ra ngoài nó sẽ bò. Còn đây là hai con rùa trung bộ này mọi người. Thúy có hai con, ảnh cũng có hai con nữa nè. Hai con rùa này thì chắc Thúy tại vì Thúy có hai con rồi, Thúy rất thích cái loài này, nó rất là dễ thương mà Thúy cô không có hồ nuôi cho nên Thúy có hai con rất là chật rồi, tại vì Thúy bỏ trong cái lu á, Thúy cũng không có để, không có cái gì để nuôi nó, không có hồ, cho nên ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với Thúy nè. Rùa trung bộ nè mọi người. Đó. Đó. Hai con này là tới 5 kg luôn á mọi người. Nó rất là bự. Một con tới 2 kg mấy lận. Nó mập ú luôn á. Nhìn nó đang thù lùi đúng không? Đó. Đó, thì bỏ ra ngoài bắt đầu nó đi nè mọi người. Nhìn nó rất là bự luôn, coi như là nó mập ú luôn á mọi người. Mà hình như là hai con này là hai con cái nè mọi người, cho nên cái bụng của nó không có tớp vô nè. Mập ú luôn á. Thịt không luôn. Nó nhột, đụng tới cái nó nhột nè. Đó, còn ở bên đây là ba ba. Đó, nãy giờ Thúy không dám gỡ cái bao này ra là nó bò đi á mọi người. Đó. Rất là dữ luôn. 2 4 6 8 10 12 14 15 con gì á. Ôi. Ôi. Đó. Ghê chưa? Nó rất là lanh. Cái con ba ba nó lẹ lắm mọi người. Mà nó cắn nữa đó, cho nên Thúy rất là sợ nó. Đi dạ. Mà hở mình đẩy cái bao lại á, giống như nó không có ánh sáng á, nó không có bò ra. Còn mình để nó bò ra ghê lắm. Hai. Đó. Cái này mua nuôi là hết ý luôn mọi người, nó rất là mau lớn luôn. Nếu mình có thức ăn, mình có hồ á, mình nuôi là hơi rất là tuyệt vời. Bởi vì ai có nhu cầu thì comment chứ bình luận nha, cho Thúy số điện thoại, Thúy liên lạc lại rồi có gì muốn có nhu cầu mua để nuôi thì liên lạc với Thúy nha. Nè. Đó, quá chừng luôn. Hai thao này là trên 10 kg đó mọi người. Hình như nãy là 10 kg 6 hay nhiêu á. Hình như là 10 kg 6. 6 kg mấy, như 6 kg 2 hay là 6 kg 4 rùa, với lại bên đây là 4 kg 2, 4 kg 2 rùa mọi người. Ba ba mọi người. 6 kg 2, 6 kg 4 rùa hay gì đó. Nói chung là trên 10 kg. Hai con này không là 5 kg này mọi người. Đây là hai con rùa trung bộ nè, rất là đẹp mọi người. Hai ông này là quá bự luôn, hai ông rùa này nè. Đó, còn ba cái cổ của nó kìa mọi người. Vậy thòn lon luôn, thấy ghê quá. Mà miễn mà đụng tới đó là nó há miệng ra liền đó mọi người. Dữ, rất là dữ luôn. Cái chân gân bằng nó bò ra đó mọi người. Ông này muốn đi ra. Wow, dữ dằn quá ta. Vô. Đi hoài vậy. Ui ui. Con ong này bò lên được rồi nè mọi người. Rất là nhanh. Dài thòn lòn luôn, dữ quá. Rồi để thấy đậy lại, để nó bò đi tùm lum hết trơn lắm. Mấy cái con nhỏ thì nó bò không được, còn mấy con bự bự đó, nó có cái chân của nó bén ngót luôn á mọi người. Cái chân của ông ba ba nó rất là sắc, cho nên nó bò nó bám được cái thành. Ghê ghê ấy á. Ui lẹ dữ vậy, ghê quá, nó rất là nhanh mọi người nè. Thôi để Thúy bỏ vô thôi. Video của Thúy đến đây Thúy tạm dừng nha mọi người. Mọi người thấy những chú rùa dễ thương thì nhớ cho Thúy một like với đăng ký kênh để xem những video của Thúy. Thì Thúy có những cái con gì lạ lạ Thúy sẽ review cho mọi người xem nha. Để Thúy bắt cái mấy con này, Thúy đem Thúy mấy cái thao gì Thúy bỏ vô chỗ nào cho nó an toàn, chứ không thôi nó bò tùm lum mọi người. Thúy hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Thúy cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất nha mọi người. Bye bye.